Anh Hùng Vũ Duy có hỏi một câu là xu hướng sắp tới ngoài bất động sản thì nên đầu tư vào ngành nghề lĩnh vực nào ạ thầy? Bây giờ để mà hỏi như thế thì hơi khó trả lời, bởi Vâng. vì nhiều khi nó có những cái diễn biến mà nó rất là nhanh. Có thể là hôm nay nó mình trả lời là chưa có ngành nào, bởi vì là cái thời điểm đấy nó đang nóng, cái cổ nó đang nóng thì mình không vào được, nhưng có thể vài hôm tới thì lại có. Tức là bây giờ cái này nó phụ thuộc vào các cái diễn biến. Vừa rồi thì có mấy cái ngành nhưng mà nó đều tăng nóng, và những cái ngành này nó không được ổn định lắm, ví dụ như ngành container rồi hải cảng các thứ đấy, cổ phiếu hay phân đạm nên nó chỉ là một cái nhất thời thôi. Vừa rồi có mấy con mía đường là nó cũng đang vào sóng nên nếu mà đánh đu thì có thể còn kịp, nhưng mà cũng mấy cái ngành này thì nó tính ổn định nó thấp đó, cho nên là nếu mà đi tiền to hoặc là đi đầu tư mà dài hạn thì không đầu tư được, thì bắt sóng đu trend thôi, gọi là ăn gặt trộm được miếng nào thì giật được, cướp giật được miếng nào hay miếng đấy thôi. Chứ còn về về dài hạn thì nói thật ở Việt Nam này chả ngành nào nó qua được cái ngành bất động sản đâu. Vâng. Bất động sản có nhiều cái, tức là nó bền vững, nó tăng dài lắm. Chứ còn mấy cái ngành khác thì thường thường nó chỉ được một thời gian ngắn là nó lại xì thôi. Nên nhiều nhiều người cách đây độ khoảng 4-5 năm ấy, là tôi xui là mua bất động sản thì không chịu mua, thì cứ nhảy dầu khí rồi mía đường rồi tôn thép, rồi tóm lại là cứ dầu, tức là cứ cứ muốn ăn nhanh, muốn dỡ nhà ra ra nhanh, nhưng cuối cùng là toàn bị chết hết rồi, phá sản hết rồi. Dạ. Trong khi đầu tư vào ngành bất động sản nó bền vững thì nó cứ nghỉ một thời gian nó lại lên, chỉnh một thời gian nó lại phi tiếp, thì không đầu tư, cứ đầu tư mấy cái ngành mà cứ được mấy hôm thì chết, thì cho nên là bây giờ nhiều người cứ tham như thế cho chết hết. Có một chị Nguyễn Hồng Hải, anh Nguyễn Hồng Hải có hỏi là em muốn thầy chia sẻ về xu hướng chuyển đổi thời gian tới với các kênh đầu tư, mình có nên căn cứ vào đâu để có hành động kịp thời. Như thế nào cơ, nó đọc lại đi. Em muốn thầy chia sẻ về xu hướng chuyển đổi thời gian tới. Bây giờ chuyển đổi các kênh đầu tư thì chỉ có căn cứ vào cái tốc độ cung tiền của chính phủ thôi. Cái đấy nó là cái quyết định đến tất cả các kênh đầu tư. Thế thì nếu mà ngân hàng bây giờ cứ hạ lãi suất đầu ra, thế rồi chính phủ vẫn cứ bơm ra nhiều tiền, vẫn cứ đầu tư công nhiều, thì mình phải dịch ra cái dòng tiền này nó chảy về hướng nào. Ví dụ đầu tư công thì tất cả những cái thằng nào mà có đất có cát là mà ở quanh cái khu vực đầu tư công là được hưởng lợi. Thế hoặc là cái khu mỏ đá chẳng hạn như của KSB là hưởng lợi. Bây giờ xây nhiều cao tốc như thế thì đá nhu cầu là nhiều, nhựa đường nhiều, rồi tất cả những cái thứ như vật liệu xi măng là được lợi. Những cái đấy nó là định hướng dòng tiền. Thế thì những cái thằng đất cát ở quanh khu vực đấy cứ hạ tầng nó đi đến đâu, đường xá nó mở đến đâu, thì đất cát vùng đấy là cứ sôi sục lên như đất Long Thành ngày xưa đầu tư công sân bay đấy. Thế thì đấy là cái định hướng, bởi vì nguyên tắc đầu tư là gì, là đón lõng dòng tiền, nơi nào có tiền chảy vào thì nơi đó sẽ sinh ra đại gia, còn nơi nào mà tiền không vào thì cái nghề này nó không ngon. Chứ còn ví dụ bây giờ ở Việt Nam mình thì những cái ngành như là trí tuệ rồi công nghệ rồi chất xám thì nó không có nhiều đâu. Việt Nam này là đầu tư theo kiểu cờ vồ với chụp giật nhiều hơn là trí tuệ, cho nên là phải đoán được cái hướng của dòng tiền nó đi. Có khi ông đoán mà không trúng hoặc đoán trượt thì dĩ nhiên là ông không có gì để mà ăn cả. Ok ạ. Ừ. Có một bạn hỏi là em mới tham. Bây giờ nha, DG giá này thì rất rẻ, rẻ lắm ấy. Thế nhưng mà vấn đề bây giờ nó vừa tăng một mạch rồi thì bây giờ cũng có thể là nó chỉnh hoặc có gì đấy, thì nếu mình mua ấy, về ngắn hạn có thể là cộng trừ 10-15%, nếu mình chấp nhận được thì mình có thể là mình mua vào, còn nếu không có thì mình chờ lúc nào nó chỉnh chắc ăn thì mình cũng vào. Thế thì bây giờ nó chờ nó chỉnh chắc ăn nó vào thì cũng có thể là nó lại vô phát nó lại cao nữa. Cái gì nó có xác suất, còn cái vùng giá này thì mình nói là nó vẫn rẻ, rẻ lắm nha. Dạ. Có một bạn có hỏi là thiên thời nào gọi là sóng to nhất trong vòng một năm đổ lại? Trong mỗi ngành đều có thiên thời khác nhau như khẩu trang, vận tải biển, bất động sản. Nhưng độ dài và tốc độ sóng tăng khác nhau. Xin hỏi A7 đo lường như thế nào để chọn ngành ngon nhất trên một năm ạ? Cái chu kỳ để tạo ra cái sản phẩm đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ em thiếu khẩu trang,
thì chỉ sau độ khoảng 2-3 tháng nó nhập đầy Trung Quốc về thôi, thì coi như là máy móc nó chạy ầm ầm thì khẩu trang nó lại thừa. Hay là ví dụ như em thiếu tôm thiếu cá thì bà con mua vài tháng sau là người ta cung cấp được ra rồi. Đấu thịt lợn cũng như thế. Vừa rồi là cái thiếu container này nó do tắc nghẽn ở các cái hải cảng ấy, thì chắc trong độ vài tháng sau là nó cũng lại đâu ở đấy thôi. Thế thì cái thiên thời này này nó đúng là nhiều khi mình nghĩ là mình có thể là mình ăn được nhanh, nhưng vấn đề mình phải bắt được đúng cái chân sóng. Còn khi đã lửng lửng rồi mà cứ tham ăn vào thì thường thường là chết thôi, chả mấy thằng sống đâu, mình nói thật. Bởi vì nó như này, nếu khi anh phải bắt nhạy sóng thì mình mới có thể đánh được. Ví dụ mình bắt đầu thấy chớm cái câu chuyện là luôn ra báo cáo tốt là mình xả luôn, vì những cái thứ đấy nó ăn chỉ được thời gian ngắn thôi. Chứ còn khi mà ông cứ thấy nó tăng ầm ầm, nó nhỡ sóng rồi, nó tít tận đâu rồi, ông bây giờ ông mới vào ông ăn thì coi cẩn thận là ông đi đổ vỏ cho người ta. Bởi vì cái này là cái mà những cái quỹ đầu tư lớn hay là những cái nhà đầu tư kỳ cựu là người ta không tham gia đâu, chỉ có mấy con gà là nhảy vào ham ăn thì nhảy vào vặt nhau thôi. Cho nên là những cái đấy là thường thường những cái quỹ lớn, những cái đầu tư, nhà đầu tư nhiều tiền ấy, là người ta sẽ chọn những cái ngành nghề nó mang tính ổn định thôi, chứ không chơi xổ số. Đấy. Thế thì vấn đề là bây giờ cái này là mình cũng không khuyên là nên đánh hay nên không. Mình thì cũng có lúc ngày xưa mình đánh ở mầm nha, tôn thép rồi thủy sản các loại chơi tất. Thế nhưng mà phải biết chơi cái này phải giỏi. Đấy, trình phải cao đấy, chứ trình mà có loạn quạng là đu đỉnh luôn đấy. Mà cái trò này đu xong rồi mà chết một phát nha, thì là chết phát nào ra phát đấy đấy, chết chết không còn cái gì nữa đâu. Chính xác. Nha. Dạ. Hiện tại thì tôi có đang phát một chút live stream ở trên Facebook để giao lưu với tất cả các anh chị em nhà đầu tư cũng như đang là khách hàng của tôi. Thì mọi người có thể, nếu như mọi người nghe rõ thì có thể gõ số 2 ở phần chat nhé. Và mình có thể đặt những câu hỏi cho thầy. Có anh Nguyễn Mậu Trường, xin A7 đánh giá mã chứng khoán L14 ạ, à L18 ạ. L18 thì nó có một cái dự án bất động sản, thì nói chung là cái giá này nó vẫn là đang rẻ so với cả cái định giá cổ phiếu, nó vẫn đang rẻ, nó vẫn còn dư địa tăng. Bởi vì nói đúng cái này, hầu hết tất cả các mã cổ phiếu bất động sản hiện nay ấy, thì có hai thằng VIX và thằng Vincom là định giá sát giá thôi, còn đa phần là đều rẻ hơn nhiều so với cả giá trị thật của doanh nghiệp. Thậm chí nhiều doanh nghiệp nó rẻ lắm ấy, rẻ nếu mà nói đúng ra là so mặt bằng cái thời mà vàng kim của nó còn phải tăng được 10-20 lần nữa nó mới đến được cái vùng mà định giá cao. Thế cho nên là tôi vẫn khuyến nghị là mua cổ phiếu bất động sản là như thế. Bởi vì là nó cổ bất động sản thì nó hưởng lợi một cái là cái giá đất nó cứ tăng liên miên theo thời gian này, cho nên cái người mà ôm cổ bất động sản thường thường là cái cửa thua là ít lắm, mà cửa được là chính. Đấy, chứ nó không bị sập hầm như mấy cái ông tôn thép. Bị tôn thép chẳng hạn mà giá quặng sắt nó rơi được 30% một phát thì coi như là mấy ông ôm cổ như dạng tôn hoa sen với cả tôn nam kim là ông đi nhảy cầu luôn. Nó có thể rơi 90% tiền luôn cái cổ phiếu ấy. Nếu bây giờ ví dụ như hoa sen ông tồn kho được khoảng 10.000 tỷ thép chẳng hạn, mà bây giờ giá quặng lại rơi được 30% thì em đã nhìn thấy lỗ 3.000 tỷ chưa? Đúng rồi. Đấy, thế nó cứ kiểu như sóc đĩa như thế là coi như là lúc mà ra tin lỗ 3.000 tỷ mà phát thì yên tâm là cổ phiếu đang từ 40 lại về 4.000. Đấy, hoa sen bao nhiêu sóng như thế rồi nam kim thế thôi. Cho nên là những cái con cổ phiếu thép cổ chiếc là nó không bền được bằng cái cổ đất. Cho nên khi mà cứ 5-3.000 mà thấy giá thép tăng thì mua thật lực cho ai. Còn cái khi mà cứ ngồi phân tích chỉ số PE mới tăng trưởng với lợi nhuận cao kỷ lục, là lúc bây giờ là múc vào là cẩn thận là đi nhảy lầu. Bởi vì nó là đỉnh chu kỳ thép rồi, đúng không? Đấy, chứ còn thà mình mua móc cống cái con cổ phiếu sắc ướp sắp chết ấy, lỗ lòi ra 4-5.000 nhưng mà nó tồn kho ví dụ như là khoảng 1.000 tỷ thép, bây giờ tự nhiên thấy giá thép 8.5 thì là mình bấm là thấy nó có thấy lãi 500 tỷ rồi, mà mình mua cổ phiếu giá sắc chết thì là mình chơi, đúng không? Rồi hầu hết là những cái lần mà hoa sen nó rơi là toàn PE có 4, PE rất thấp, ông nào cũng vào phân tích chỉ số cái là xong đi bán nhà. Đấy. Thế thì đấy là cái nguyên tắc, tức là những cái ngành nghề như thế là chỉ mua khi móc cống, tôi gọi là móc cống thôi, còn đừng đầu tư tăng trưởng những cái ngành nghề đấy. Nghề đấy không tính được chỉ số tăng trưởng đâu. Ok, cảm ơn thầy.
Có anh Quang Trường có hỏi là em chào thầy, xin thầy cho nhận định giá của DIG và L14 ạ. Bây giờ cái giá của DG thì nó cũng rẻ mà L14 thì nó cũng rẻ. Vấn đề em chọn cái con nào thôi. Đấy. Chứ còn như DG thì tính ra là nó đất cát nó hơn nhiều thằng Phát Đạt. Hơn nhiều nhiều lần thằng Phát Đạt. Mà bây giờ định giá nó bằng vốn hóa nó bằng khoảng 1/3, chưa được 1/3 thằng Phát Đạt. Thì có nghĩa là về tương lai là giá nó có thể tăng được tốt. Với điều kiện là hội đồng quản trị nó đồng thuận và nó làm cho nó nhiệt huyết tí là nó tốt lên thì là nó giá cổ phiếu nó lên thôi. Chứ còn vào thì cổ phiếu tự nhiên cổ nào phải vào chọn được đúng cái thời điểm tốt mình vào. L14 thì bây giờ nó cũng rẻ như rau mà. Dạ. Vấn đề là em phải định giá được đầu tư con nào thì phải định giá được thì mới theo được dài, chứ nếu mà cứ không định giá được mà cứ bảo là nghe anh Bảy nói bảo anh Bảy giá rẻ lắm nhưng mà đến lúc nó giảm lại cái tin đâu, cái tin thì là sút lại chạy mất xong rồi lại thua lỗ. Có mấy người người ta hiểu, người ta ôm đến coi như là đi đường cùng nào người ta cũng đi thì người đấy bây giờ không muốn thế phải hiểu đến nghiệp. Bởi vì bây giờ anh có bảo rẻ nhé, anh bảo rẻ nhưng mà em cũng có không tìm hiểu gì về doanh nghiệp cả thì em tin là sao được anh. Mai nó giảm giá 20% thì trong tư duy của em lại bảo thế ông này ông nói điêu. Đúng không? Thế xong rồi em lại nghi ngờ bản thân em, lại nghi ngờ anh Bảy nói điêu. Thế là cuối cùng là em đảo ngũ. Thế trong cái đầu tư nó là như thế, cái yếu tố tâm lý nó quyết định hết mà. Hôm nay thì anh bảo tốt. Thì chú gật đầu vỗ tay thôi. Em tin anh, em sống chết theo anh. Ngày mai nó giảm cho 3 cây sàn cái thôi anh ơi, em không tin anh được nữa, anh lùa gà. Thế là anh chạy đây, giả anh cổ em về quê nhà em đây, giả quốc rét phố về. Thế là thế cuối cùng là tối. Thế đấy nó là bình thường. Vâng. Cho em hỏi A7 là khi nào thì khu đô thị Nam Minh Phương đấu giá và có phê duyệt 1/500 ạ? Nam Minh Phương người ta đấu giá với chuyện 1/500 tám đời rồi, người đang giải phóng mặt bằng sắp xong rồi, chưa có nổi ở đấy rồi ạ. Xin thầy ý kiến về SCR ạ. SCR anh chưa nghiên cứu mấy con đấy, không chú ý lắm. Có anh Phú Đoàn có hỏi là thầy cho hỏi PHR nhiều đất cao su tăng giá có thể đầu tư được hay không? Thời vừa qua thì kỳ vọng bây giờ là thấp thôi, không còn nhiều. Cao su tăng giá thì cái lợi nhuận của phần cao su ấy nó không 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 nhiều đến mức là quá nhiều. Đấy, thế thì hiện tại bây giờ là giá cao Phước Hòa thì nó cũng tới tầm rồi. Tuy là nhiều đất nhưng nó chỉ được vài chỗ là coi như có thể làm được khu công nghiệp thôi, chứ còn cái rừng cao su thì cứ mang tiếng là hàng chục nghìn hecta nhưng mẹ nó tít Campuchia mới tít ở trên rừng trên núi, cái chỗ đấy thì chả làm cái gì đâu, chỉ trồng cao su thôi. Chứ còn nó có vài khu như kiểu Tân Uyên, Tân Yết, Bình Dương, Bình Diếc thì cũng bán cũng tự hòm hòm rồi. Nhưng Phước Hòa thì cũng chưa được thôi, chứ anh không đánh giá cao, kỳ vọng nó không còn cao nữa. Nếu Phước Hòa mà so DG thì không là cái gì so DG hết. Thì DG nó đất đẹp, đất đô thị thành phố. Còn cái ông kia rừng cao su thì ông được mấy khu thì ông ấy đem ông ấy đốn cao su đi, ông bán củ xong rồi ông ấy làm công nghiệp hết rồi. Còn các chỗ khác nó toàn xa tít mù ra, kiểu như nhiều người cứ bảo Hoàng Anh Gia Lai với cả HNG lắm đất từ tận đầu tận đâu, cái đất đấy thì 10.000 mét vuông thì bao nhiêu. Dạ. A7 phân tích giúp em về ban lãnh đạo và định hướng phát triển của công ty SZC ạ. SZC thì của nó cũng được. Con đấy mua cũng được. Nó cũng là con mà khá là minh bạch. Chưa được. Có anh Nguyễn Văn có hỏi là bất động sản khu công nghiệp còn được nữa không hả thầy? Bất động sản khu công nghiệp thì mình nghĩ là cũng cái giá của nó là nó không tăng được nữa đâu. Cái giá công nghiệp nó không như đất ở.
Đất ở nó hưởng bơm tiền là giá nó tăng nhiều lần luôn. Thế nhưng đất khu công nghiệp là cứ tăng một gấp rưỡi thôi là tay nó chạy hết. Cái chi phí nhà xưởng nó cao. Thế cho nên là cái đất khu công nghiệp thì cái tốc độ tăng giá nó chậm. Thế năm ngoái năm kia ăn cái sóng là Trung Quốc nó ào ào sang thôi. Bây giờ Trung Quốc nó giảm rồi. Thế cho nên là cái dài hạn thì cái bọn khu công nghiệp không thi đấu được cái bọn đất ở đâu. Còn đất ở nó ăn cái cung tiền của chính phủ, nó ăn cái đầu tư công này nó mới dày này, giá đất nó nhân 5 nhân 10 như không. Thế còn cái thằng công nghiệp thì ví dụ chẳng hạn như là em đang 100 đô, em lên được 110 đô, trong vài năm sau em lên được 120 đô, thế thôi, chứ đừng có hy vọng nó lên 300 đô, không có cái chuyện đấy. Bởi vì em phải hiểu này, cái đầu tư một cái doanh nghiệp người ta đầu tư vào xưởng sản xuất ở thằng Mỹ hay thằng châu Âu nó sang Việt Nam ấy, là nó so sánh mình với Ấn Độ, nó phải so sánh mình với Thái Lan, nó phải so sánh mình với các rất nhiều các quốc gia khác về cái chi phí sản xuất, ví dụ như mua đất, chi phí coi nhà công nhân, chi phí tất cả các cái yếu tố về chính trị, nó nhiều vấn đề lắm, rồi tiền tệ nó có ổn định hay không, rồi thuế má ông đãi ngộ nó như nào. Thế bây giờ tự nhiên nó bảo đất nó vèo phát vào đất khu công nghiệp nhân 3 nhân 5 thì còn nó sang đây nó mua đất cũng chết cha nhà nó rồi, làm sao mà nó thi đấu được. Mà đất các cái nước khác nó rẻ rề ra. Thế cho nên là cái khu công nghiệp ấy là nó có một cái sóng năm ngoái, đây hơn 5, 2 năm là sóng tốt. Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu bây giờ nó lịn rồi. Nó giá đất khu công nghiệp nó tổng kết lại từ đầu năm giờ là gần như không tăng. Các nơi khác là không tăng đáng kể. Bởi vì là khu công nghiệp ấy thì đất trồng dễ hơn thằng đất ở. Là đất ở thì nó phải trung tâm thành phố hoặc có vị trí đẹp. Ông khu nghiệp thì ông cứ ra xa xa tí, tiện đường, tiện xá, tiện cảng là ông có thể ông làm được rồi. Chứ nó không đến mức độ là nó phải kén cá chọn canh. Còn đất thì đất ở thì nó là đất vàng, đất bạc. Nhiều khi đất ở trong thành phố. Còn khu nghiệp ông ra khỏi thành phố 50 cây cũng được. Như nó cái sự chọn lựa cũng như cái đất khu nghiệp thì xin quy hoạch các thứ nó đều nhanh. Cái tốc độ để ra hàng nó nhanh hơn, nó quy hoạch nó không phải qua nhiều cái cấp thẩm định cũng như là phê duyệt rồi sở nọ sở kia. Thế cho nên là tốc độ ra hàng là nhanh. Đấy, và cái tăng giá nhiều lần là tăng được như thằng đất ở. Chẳng qua là sóng nó tăng trước thì mình cảm thấy khu nghiệp là nó VIP hơn, nhưng mà dài hạn không là gì cho đất ở đâu. Cái năm 2007 ấy, cái con nào khu nghiệp tốt nhất giá 6. Còn cái con đất ở cao nhất 2 triệu rưỡi. Để mình mới biết rằng là cái tầm của đất ở nó dài hạn, nó mà vào cơn điên là nó bằng cụ. Dạ. Có chị Nguyễn Hồng Hạnh ở trên live stream thì có xin ý kiến thầy về mã C69 ạ. C69 thì nói chung là ngày xưa có mời mình vào được chị. Nhưng mà con C69 thì theo mình là không nên đầu tư. Dạ. Bởi vì cái mô hình công ty của nó nhỏ. Với ai nữa là cái trước đây là ông cũng liên kết với đội lái, đội liếc, thì ông cũng gọi là mua bán nhiều, in ra nhiều đấy lắm. Cho nên là bây giờ cứ thò lên nó lại ngóc lên, nó lại sản, nó ngóc lên lại sản. Cho nên là nếu mà đầu tư những doanh nghiệp đấy, mình cảm giác là cái kỳ vọng nó thật. Đấy, cái công ty nào nó phải có cái nền tảng tốt. Ngày xưa nó có một công ty chứng khoán mà gọi là liên kết với nó, trong rồi quẩy cổ phiếu lên, trong xả bao nhiêu người chết. Sau này cổ đông người đặng thiết. Có mấy ông bạn ông cũng rủ mình vào, nhưng mà mình thấy công ty nó rủ mình vào hơn được bằng chị, để cho kiểu như để cho lấy uy cổ phiếu lên giá. Mình bảo thôi làm này sao mang tiếng chị mẹ, là không vào. Rồi ạ. Ok, chị Nguyễn Hồng Hạnh nghe rõ câu trả lời đấy chưa ạ? Có anh Hoàng Đặng có hỏi là thầy đánh giá giúp em tin banh ra thông tư hoãn trích lập chiều nay thêm 6 tháng và xu hướng thị trường chung DIG thời gian tới ạ. Bây giờ cái banh mà hoãn trích lập thực ra nó cũng là chỉ là giấu cái nợ xấu thôi, chứ còn dạ, trước sau thì nó phải hạch toán. Nên cái vấn đề là chứng khoán là nó kỳ vọng tương lai, khi mà cái nợ xấu bây giờ Covid nó bùng to như thế này thì cái nợ xấu banh nó ngập đầu. Thế nên là vấn đề là chính phủ bây giờ người ta vẫn cho công như gác lại, gọi là lan gian.
thế thôi. Chứ còn nhưng mà vấn đề như thế thì là nó đồng nghĩa là cái kỳ vọng của con cổ phiếu ngân hàng là nó giảm đi. Thế thì khi kỳ vọng nó giảm đi thì tốt nhất là mình phải đi tìm được những cái cơ hội giàu có hay là những cái cơ hội mà người ta kỳ vọng cao. Cổ phiếu phải nhiều người tin là nó giàu thì nó rất là mạnh. Tức là giàu giàu nữa. Đúng không? Tốt rồi. Mà nó vẫn kỳ vọng tốt nữa. Thì cái cổ phiếu đấy mới là cái siêu cổ để mà cho cái giàu sự giàu sang. Bởi vì ai kỳ vọng nó tốt nữa thì người ta thích bán. Nếu như lời 14 tăng bao năm rồi mà bây giờ cứ một phiên bán 20-30 nghìn. Nó có tí tẹo thôi. Thế thì bởi vì người ta còn kỳ vọng là giá đất nó tăng, kỳ vọng là đô thị nó to gấp nhiều lần cái giá trị cổ phiếu, thì nó người ta giàu có thì người ta mới giữ. Rồi khi hết kỳ vọng là người ta bán nào vào ra, bán đổ vào táo hết. Thế là cái bí kíp của đầu tư mấy triệu tỷ đầu tư công là nó dồn coi như là một nửa đứng vào cái khu vực loanh quanh khu vực miền Nam, quanh quanh cái chỗ DG. Thế thì hàng thế rồi được đền bù hạ tầng chỗ nọ chỗ kia, công trình nọ công trình kia, thì lại rác tiền để đi múc đất chứ làm gì đâu, bà con có biết làm gì đâu, đúng không? Thế múc đất thì đất nó như Long Thành ngày xưa đấy, được tiền bù sân bay nó quốc gia nó xúc coi như Long Thành tăng mấy chục lần luôn, có người bỏ ra được khoảng 500 triệu Long Thành bán lại mấy chục tỷ. Thứ đất nó sâu sót như thế thì lại mấy cái thằng chủ đất nó ăn to nhất thì chứ còn thằng nào ăn nữa đâu. Thế thì vấn đề ở đây là mình mua là mua kỳ vọng tương lai, là bây giờ nó đầu thả cái tiền đầu tư công vào như thế thì nó sụt sịch lên, thì cái thằng mà ôm lắm đất thì nó sẽ giàu và càng khó lỗ, và ăn thì ăn dày đấy, mà tao gọi là cua to, cua to kỳ vọng to, bởi vì cái kỳ vọng nó quyết định hết giá cả, nó quyết định giá hết. Bây giờ ví dụ như bạn có cho con cái đi du học nước ngoài thì cũng kỳ vọng là sau này nó giỏi, nó về nhà nó làm được ông nọ bà kia, bỏ sẵn sàng bỏ vài tỷ ra, mới coi vài tỷ đấy là coi bất trắng luôn, cần nuôi ăn cơ, nuôi đi học ở bên nước ngoài rồi học phí học bổng, đúng không? Sau này về nó làm cho công ty nước ngoài tầm quốc tế, rồi nó thành xếp nọ xếp kia, nó vào ban này nọ sở kia, thế là kỳ vọng thế thôi. Thế thì cái kỳ vọng thì người ta mới bỏ ra nhiều tiền được, chứ còn nếu hết kỳ vọng là chả ai bỏ tiền. Bây giờ bảo thằng này đi học nước ngoài về nó chả làm gì, nó bơm xe đạp, chả ai ta bỏ mấy tỷ còn năm cho con, đúng không? Đấy. Ok ạ. Anh Dương có hỏi là thầy cho em hỏi về lĩnh vực ok đây ạ. Về ngành xây dựng thì cũng sẽ được lợi, mấy cái ông mà thi công cơ giới cào đường rồi xe lu xe lăn rồi mấy cái ông vận tải được lợi, ngành đá nó được lợi rất nhiều, ngành đá như cái SB được lợi nhiều, bởi vì là nó có mấy vấn đề này, ví dụ thằng xi măng ấy, thằng xi măng tăng thì thường thường nó lại không dễ tăng được công suất nhà máy. Cho nên là bởi vì cái nhà máy xi măng thì đầu tư rất là nhiều tiền, chứ phải vài nghìn tỷ mà cái nhà máy mới mới xây được, phải xây xong phải mất mấy năm mới làm được ra xi măng. Thường cái ngành xi măng là nó bị đóng cái khung công suất, thì nếu mà ăn được cái giá xi măng tăng thì nó cũng được. Mới vừa rồi cổ xi măng thì nó cũng tăng ấy, chạy được đoạn. Thế còn đá thì nó có thể là nổ mìn nhiều hơn, tăng cái công suất lên được. Đấy, và cái mỏ đá thì nó cũng khan hiếm, mỏ đá bây giờ hiếm lắm. Mỏ đá mỏ cát mà cứ đầu tư công này là nó trúng này, mỏ đất đấy. Thế còn cái ngành xây dựng ấy, ngành xây dựng thì cũng hơn ăn theo được, như ông ký được hợp đồng làm được con đường vài chục km chẳng hạn, nhưng có được doanh số vài nghìn tỷ thì nó cũng có thể thúc đẩy và tăng được cái giá cổ phiếu bằng cái kỳ vọng. Nhưng mà những cái ngành đấy thì thực ra là kể cả ngành đá hay là ngành nhựa đường hay là ngành xây dựng thì nó cũng ăn ít thôi, không ăn được nhiều như cái thằng đất cát được. Đất cát là thường là cái thằng mồm rộng nhất, hưởng lợi nhiều nhất. Bởi vì bây giờ ví dụ chẳng hạn nhá, em đi xây dựng em ký được một cái hợp đồng là 3.000 tỷ trúng thầu đi, thì cùng lắm thì em chỉ lãi được độ khoảng 5% thôi, 3.000 tỷ thôi, mà làm mệt bổ bố rồi. Nếu như xong hết cái hợp đồng đấy có khi em cũng lại teo,
Có nhiều người cứ đầu tư cái công ty xây dựng ấy, xong rồi lúc nó trúng thầu ngồi tính được hợp đồng được vài quý lại cao, xong rồi cuối cùng nó hết hợp đồng nó lại đi treo cổ. Chứ còn cái thằng ví dụ bây giờ chẳng hạn nhá, nó có được khoảng 500 hectare đất đi, đầu tư công nó làm ngay cái con đường chạy qua lô đất nhà nó. Chứ cái lô đất của nó 500 hectare mà bây giờ, hoặc là một cái cầu nó lại bắc qua sông, trước đây chẳng hạn đi độ khoảng 20 cây, bây giờ đi qua sông thì còn có 5 cây nữa thôi, ví dụ thế, đi tắt thì cái giá đất của nó có thể nhân gấp 10 lần. Mấy em bảo 500 hectare đất mà cứ độ khoảng đang 10 triệu một mét thôi mà nó nhân lên độ thành 100 triệu hay 50 triệu thì em ngồi em tính nó bao tiền, nhà chúng nó đi tân tiền luôn. Đấy, cho nên là cái đầu tư công này mình phải xét thằng nào nó lợi hại, còn mấy công xây dựng cũng sẽ hưởng lợi. Bắt chúng thì cũng có chen, ăn được vài chục phần trăm, thậm chí một hai lần là có. Nhưng mà phải chọn rất kỹ, thằng nào trúng thầu, thằng nào năng lực thi công tốt, thằng nào lãnh đạo chuẩn. Chứ có khi là trúng thầu xong nó ăn bố hết, để trả gì người cổ đông. Thậm chí là nó tính thầu không khéo xong lại dính giá sắt, giá thép, giá vật liệu xây dựng tăng, có khi lỗ. Chứ còn cái bọn đất thì nó tăng thì là cái giá bán nó tăng thôi, nhưng mà cái giá đầu vào của nó chả tăng xu khỉ được cả. Thì cái thằng đấy mới là thằng giàu thật. Chứ còn có thằng ví dụ như em bảo bây giờ đi chúng em lại dính giá nhựa đường nó tăng, em lại dính giá, tóm lại là vật tư của em nó bành theo. Chứ còn thường thường là cái mức độ để mà hiệu quả hiệu suất của em được hưởng lợi là không không ca đấy nhá. Dạ. Có bạn Thủy Nguyễn có hỏi là em ở Đà Nẵng muốn đầu tư bất động sản khu vực huyện Hoa Vang thì nên đầu tư vào khu vực nào, thầy có nắm được khu vực này không ạ? Thầy không nắm được khu vực này, mà bao giờ thầy chỉ nói chung thôi, là cứ chỗ nào đường thông hề thoáng, ô tô chạy nhanh và ngõ rộng, vào vèo phát ô tô vào tận nhà, sân đỗ được 5-7 con thì cứ mua cho là đi là trúng hết. Còn không không mình phải đi khảo sát từng vị trí thì mình chưa đến cái khu vực đấy, cho nên để mà nói làm được hay không mình chịu thôi. Có bạn Vũ Duy Hùng thì có hỏi là thầy dựa vào những dấu hiệu, thầy dựa vào những dấu hiệu nhận ra khủng hoảng và suy thoái từ sớm ạ? Thực ra cái khủng hoảng suy thoái thì nhận diện thì không có gì khó cả, nhưng nó dưới cái hình thức như thế nào thôi. Nó có những khủng hoảng thì nó đầy khủng hoảng ra, nhưng không phải khủng hoảng là chết. Ví dụ như cái khủng hoảng Covid này thì rõ ràng là nền kinh tế rõ ràng chết, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nó chết như thế thì lại được lợi cái là ông chính phủ lại bơm tiền khỏe là có nhiều trò để mình đầu tư. Chứ nếu mà nó chính phủ thắt tiền lại thì coi như là làm gì mà oánh chứng khoán mà nó cổ nó tăng được, hoặc là đất cát nó tăng được. Thế nhưng là trong, người ta gọi trong nguy có cơ, khủng hoảng thì nó đầy, nhưng mà có cái là vẫn cứ kiếm được tiền, không phải khủng hoảng là chết. 30 năm hoặc 20 năm nó có khủng hoảng chết tất thôi. Chết tất có nghĩa là gì? Nó siêu lạm phát rồi chính phủ phải siết hết tín dụng, thu hết tiền về, tức là cả xã hội không ai có tiền nữa cả, thì giá tài sản nó nổ bánh trạng. Như đang 10 đồng nó còn 5 đồng, 3 đồng. Thì đấy nó là khủng hoảng về mặt mà chính phủ thu tiền về. Đấy, thì cái đấy nó rất nhiều năm mới gặp. Lúc nào gặp thì tôi báo. Nha. Bạn Hoàng Ngọc Linh có hỏi là thầy có thể chia sẻ cho mọi người cách nhìn nhận đâu là cổ phiếu tăng trưởng và đâu là cổ phiếu chu kỳ không ạ? Bây giờ cái cổ tăng trưởng ấy thì mình phải nhìn cái kết quả kinh doanh. Ví dụ chẳng hạn bây giờ người ta, thằng Mỹ thì nó dạy rằng là cứ 5 năm thì tăng trưởng mỗi năm 20% đều thì là nó múc, là đáp ứng tiêu chí. Nhưng ở Việt Nam thì toàn những cái ngành chết dẫm ra tôm tép, cái lợn gà, thì có thằng ký nào mà tăng trưởng được 5 năm. Mà cái ông nào mà cứ tăng trưởng 5 năm đều như vắt chanh thì mua vào đảm bảo chết luôn. Bởi vì nó như thế này, khi nó đã tăng trưởng 5 năm, ông nhìn được thấy cái đấy ở trên báo cáo tài chính ấy, thì đồng nghĩa là ông đã mua nó tăng cả chục lần rồi. Thế thì nó tăng nhiều rồi thì ông mua vào lại đúng cái lúc bây giờ nó hết cái chu kỳ tăng trưởng, cái là ông toi. Nên tất cả cái gọi là phương pháp phân tích đấy đều chỉ là phỏng đoán thôi, chứ nó không có giá trị nhiều đâu. Cho nên tất cả các cái đội dùng can slim rồi phân tích tăng trưởng tăng treo ở Việt Nam này cứ thời gian sau là loạn quạng điên máy ấy. Tại vì cái gì thế, người ta gọi là đầu tư là giá trị tương lai chứ không phải quá khứ. Cho nên ông có tăng trưởng đến 10 năm quá khứ rất ngon, chưa chắc cái năm thứ 11 đã là ngon, đúng không?
Thế tại sao cái đội quân nhà ông Bảy này nó lại thành công mãnh liệt? Nó mua chả có cổ tăng trưởng thì mẹ gì cả. Mua toàn bằng xem vĩ mô và thiên văn thôi. Có nghĩa là bây giờ tôi nhìn thấy là thời ô tô này nó bùng nổ thì tôi cứ đất ô tô tôi ven ven tôi ôm. Đúng không? Tôi nhìn thấy chính phủ bơm tiền này tôi cứ đất cát tôi cạp. Tôi nhìn thấy ví dụ như là xu thế của cái ngành này nó đang khan hiếm, nó đang xu thế là úp đi lên thì tôi cho quân sĩ vào đấy đánh đu. Hết thời thì tôi lại chạy, tôi gọi là xem thiên thời, dịch thuật. Chứ còn bây giờ nhá, khi mà ông đã nhìn thấy cả một cái chu kỳ nó đã tăng 5-6 năm rồi chẳng hạn, thì ông đã bỏ mất một đoạn hành trình dài vô tận của nó là bao nhiêu chục lần rồi. Đúng không? Như con Vinamilk chẳng hạn, nó tăng trưởng đều đẹp từ năm khoảng 2012 mà cho đến năm 2018. Là 6 năm liền, cổ phiếu tăng mấy chục lần, các ông vào đấy phân tích phát chết luôn. Nó lại không còn tăng trưởng, nó lại giảm trưởng là công chuyện rồi. Đúng không? Thế thì bây giờ mình phải dự đoán được những cái ngành nghề sẽ tốt trong tương lai. Đúng không? Thì mình phải bắt trước từ cái lúc nó chưa tăng trưởng ấy. Chứ còn phân tích thực ra là tất cả các sách vở đều dạy các bạn là phân tích quá khứ thôi. Mẹ từ thằng kế toán cũng đều là đọc báo cáo tài chính thì nó cũng đã xảy ra rồi. Toàn là quá khứ thôi. Thế nhiều cái là cái quý này thì ông đọc nó tốt đấy. Nhưng mà cái quý sau chắc gì tốt. Đúng không? Nhưng bây giờ ông phải dịch được cái thằng nào sang năm tốt. Rồi sang năm nữa tốt tiếp. Mặc dù bây giờ thì nó đang nát. Đấy nó mới khó. Đấy, thì cái đấy mới đòi hỏi trình như thế thì anh mới đầu tư mới giàu sang được. Anh phải đi trước. Đấy. Thế nhá. Dạ. Ok, mọi người thấy câu trả lời của A7 thế nào ạ? Chúng ta tương tác nha. Và bây giờ là 22 giờ rồi, còn 30 phút nữa để chúng ta có thể giao lưu với A7. À, anh Hoàn Phan có hỏi là A7 cho em hỏi về tin Fed thắt chặt tiền tệ sắp tới có ảnh hưởng đến thị trường không? Liệu Fed có thắt chặt không hay có mục đích khác? Thực ra nó chưa thắt đâu. Thế cho nên là cứ yên tâm, mà có thắt chả ảnh hưởng gì đâu. Nó có thắt thì thắt 5-3 xu một ào thôi. Chứ nó không thắt theo kiểu đột ngột đột biến đâu. Cho nên là yên tâm. Nhưng thực ra là thằng đấy thì nó cứ dọa là chính, thắt là phụ. Từ xưa nay đến cái chu kỳ trước của nó dọa thắt 3-4 năm thì nó có thắt đâu. Chẳng qua đấy nó là cái bài chiêu bài để ăn dân. Có nghĩa là nếu mà nó thấy lạm phát cao mà dân có vẻ là hơi hơi phẫn nộ hoặc hơi hơi bất bình một tí thì nó sẽ bảo là tao sắp tắt đây. Thế là xong rồi đến quý sau hoặc nó lại bảo tao lại chưa thấy cần thắt, tao chưa thắt vội. Nhưng mà tao vẫn sắp tắt. Thế nó cứ thế thôi, nhưng mà xong rồi nó lại bơm tiếp. Thì nó đúng ra thực ra là cái quá trình thằng Mỹ nó bơm tiền ra là một cách ăn cắp tinh vi tài sản của tất cả các quốc gia trên thế giới mang về nước Mỹ. Cho nên là cái chuyện lạm phát đối với dân Mỹ nó chả là cái gì cả. Mình đừng nghĩ là cái đấy là Mỹ nó sợ lạm phát mà nó phải thắt. Bây giờ tại sao Mỹ nó ra cái đồng đô la là cái đồng petrodola, nó bắt cả thế giới phải tiêu. Bắt cả thế giới tiêu thì phải mua dầu là phải mua bằng 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 cái đồng đô. Thế nước nào muốn nhập khẩu xăng dầu là đều phải dùng tiền đô hết. Cho nên nước nào dự trữ quốc gia phải ôm một đống đô. Việt Nam này ôm hơn 100 tỷ, Trung Quốc 3-4 nghìn tỷ. Thế rồi hàng mấy trăm nước trên thế giới, cứ mỗi thằng thì 100 tỷ, thằng thì 500 tỷ. Thế thì cuối cùng là ngập đô của Mỹ. Ngập đô của Mỹ thì nó cứ in thoải mái. Nhớ không? Tiền nó chả mất giá mấy, nhưng mà cái quá trình in ra đấy là nó lại mang tiền này nó đi, nó mua các cái tài sản các nước khác về thành của nó. Nó một cái ăn cắp tinh vi thôi. Đừng có nghĩ là nó sợ, nó thắt, nó thít. Còn đâu? Nhớ. Dạ. Anh Duy Phạm có hỏi là sau Covid sẽ đẩy mạnh đầu tư công, thầy có thể cho biết là những tỉnh nào được giải ngân nhiều và đáng chú ý nhất không ạ? Thì cái này phải xem ở trên cái có một cái bản danh sách đấy. Thì đây tôi không nhớ cụ thể đâu, nhưng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất. Còn mấy cái tỉnh mà miền Trung thì cũng được. Đấy, thì nói chung tỉnh nào cũng có. Nhưng vấn đề là nó đang tập trung ở phía Nam. Thế thì mình phải soi ở trên trên nó có cái bảng danh sách. Hôm nay thì tôi ở đây tôi không có.
thì mình lên mạng mình tìm hiểu thì biết. Đó. Anh Đinh Văn Đồng có hỏi là thầy định giá giúp em con BMC và KBC ạ. Hai mã này dư địa tăng còn nhiều không và cầm dài hạn có được không ạ? BMC thì lâu lắm thì mình không theo dõi. Bởi vì là nó bị vướng mấy cái quy định mà xuất khẩu quặng thô ấy. Nên là sau cái đợt đấy là nó bắt đầu nó yếu. Nên là mình cũng không theo dõi nó lắm. Thỉnh thoảng giá titan thì nó cũng lên lên xuống xuống tí thì nó dao động trong cái biên độ hẹp thôi chứ không nhiều. Vâng. Nhưng vừa nói là con KBC thì chơi được. KBC hay là KB nhỉ? KBC ạ. Ừ, con KBC thì giá này chơi được thôi. Vâng. Nó còn dư địa tăng. Đấy, còn dài hay không thì nó phải đòi hỏi kỳ vọng cơ. Thì con KBC kỳ vọng không nhiều lắm. Vâng. Ok. Thầy cho em hỏi định giá mã CRC ạ. CRC vừa nãy bảo rồi mình chưa nghiên cứu mà. Vâng ạ. Ok. Cảm ơn thầy quá tuyệt. Rất là nhiều người đang gửi những lời cảm ơn đến cho thầy. Có một anh hỏi là có 5 tỷ thì nên nhảy sóng ngành không thầy? Đầu năm em đánh thép nhảy sang container, bây giờ em nhảy sang phân và đường. Liệu có hiệu quả hơn ôm mỗi cổ đất như DIG hay không? Thực ra là nói về mặt lý thuyết thì nó rất khó. Bởi vì em nhảy trong cái đầu tư ấy, khi em thua là thua lũy kế. Vâng. Còn rất nhiều học trò là bánh từ 300 triệu nhảy lên 30 tỷ. Như thế là khiếp lắm rồi. Nhưng cuối cùng chỉ một trận là chết. Mà thằng cháu anh ngày xưa ấy, nó nhảy đến mức độ mà nó cũng từ coi như 1 tỷ mà lên 50 tỷ rồi. Nó nhảy bây giờ tí nữa thì đi nhảy lầu luôn. Thế cho nên là cái mà để anh khuyên ấy, anh vẫn khuyên là nhìn dài hơn thì sống nó dai thôi. Nhảy anh còn nhảy, nếu mà anh nhảy ấy, anh tin là chả thằng nào nhảy hơn anh. Thế nhưng vấn đề là anh không nhảy. Để anh luyện cái thói quen ăn uống làm sao cho nó bền vững. Chứ còn nói riêng cái lĩnh vực chứng khoán là không nói tài được nhá. Em có thể nhảy 100 phát trúng. Nhưng mà đến phát cuối em trượt phát, em xóa sổ hết cả thành quả 100 phát luôn. Nên nhớ có những người đã đánh lên đến 200 tỷ rồi mà một trận BVD là xóa sổ luôn. Một trận BVD, BVC này, cái dầu khí ấy, xóa sổ luôn khỏi bản đồ chứng khoán luôn. Thế cho nên là có sức thì cứ nhảy, có trình cứ nhảy. Đấy. Có thể thời điểm nào đó em hiệu quả hơn, nhưng mà đường dài em không hiệu quả được hơn đâu. Đấy, nó là như thế đấy. Bởi vì nó như này, anh hay gọi là cái công nghệ đi dò mìn. Ông hay đi dò mìn lắm, thế nào có luôn quẹt à. Thế thôi, còn anh không thích dò. Anh cứ thích là thôi, cứ mỗi năm là đất chính phủ đẩy cho anh tăng thêm 5-30%. Thế sau 10 năm là đất anh nó nhân 10 lần. Giá cổ anh sau 10 năm là nó tăng 100 lần. Anh cứ thế anh ngồi rung đùi cho anh đến. Cổ anh cứ dập dàng dập dình lên lên xuống xuống. Nhưng mà sau 10 năm là anh đến đủ ít nhất 100 lần. Đúng không? Thế còn hơn là các em nhảy nhót nhót. Cứ được tháng này em ngon, tháng sau lại chết. Có khi là sau 10 năm em vẫn ở mắng lợn. Cho nên chưa biết thằng nào ăn thằng nào. Nha. Dạ. Có bạn Đông Phạm có chia sẻ là từ khi biết đến thầy A7 nghe đi nghe lại video thầy chia sẻ về vĩ mô nghe nên hiện tại em chỉ đầu tư mỗi 3 mã L14 NHADIG. Nếu chỉnh tí có dòng tiền nhàn rỗi là mua thêm, nên tâm an lắm. Khi đầu tư không để ý gì bảng điện xanh đỏ, giữ vài năm khi nào có thành quả to to sẽ báo cáo thầy. Đó. Có anh Phú Đoàn Văn thì có phân tích, xin thầy phân tích về BMI. Bảo hiểm bảo minh gì? Vâng ạ. Chứ mấy con đấy thì chơi được, nhưng mà kỳ vọng nó không cao lắm đâu. Nói thật, chơi mấy con đấy thì cái sóng nó nhỏ lắm. Anh vẫn nhắc đi nhắc lại này, cái bí ẩn của giàu sang trong đầu tư là phải tìm được những cổ siêu kỳ vọng. Dạ. Những cái cổ siêu kỳ vọng sẽ là những cái cổ mà đưa đến nhà đầu tư đến chỗ giàu sang nhất. Mà nếu như không hiểu được cái khái niệm này ấy, thì đầu tư bao giờ cũng sẽ là chỉ có tốc độ làng nhàng thôi, chứ không bao giờ bứt phá được.
Đấy, tất cả những cái cổ phiếu mà trong lịch sử chứng khoán Việt Nam cũng như thế giới, hay là những cái sản phẩm đầu cơ như Bitcoin, mà để nó tăng được hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần là phải là có siêu kỳ vọng. Siêu kỳ vọng là gì? Là cái cổ phiếu mà nó người ta nhìn thấy ở tương lai nó có thể là vô tận. Đấy, nó vào những cơn điên là nó vô tận luôn. Thì cái giá của nó tăng mà không đếm được lần, nó không thấy đỉnh đâu cả. Thì đấy là cái sản phẩm đầu tư tốt. Còn cái sản phẩm mà em nhìn thấy có giới hạn, có nghĩa là em tốt, ok, ai cũng nhìn thấy tốt, nhưng giới hạn nó chỉ đến thế. Thì cái sản phẩm đấy là sản phẩm đầu tư không hề tốt, đúng không? Anh sẽ phân tích tại sao. Yeah. Một cái chung cư Hà Nội, em đầy đủ tiện ích, đầy đủ có điện đóm, đầy đủ trường học, đầy đủ, em không thiếu cái gì, trang bị tận răng như là cái nhà, như cái chung cư của Vicom đi. Nhưng người ta biết cái giới hạn của nó là nó chỉ đến thế thôi. Nó không thể hơn được nữa. Nó không thể có thêm trực thăng. Nó không thể coi như là phóng được lên vũ trụ. Thì nó chỉ đến thế là nó dừng, và cái sự tăng giá của nó rất là ít. Thế nhưng bây giờ một cái lô đất bẩn bẩn ở ngoài Vendo, nó cứ có kỳ vọng. Bây giờ mua độ triệu mét, người ta kỳ vọng nay cái trường học nó về, mai cái siêu thị nó về, ngày mốt cái đô thị nó về, rồi mấy cái khu nghiệp nó về, rồi tập đoàn ABC nó về. Thì là bây giờ người ta kỳ vọng là nó sẽ từ 1 triệu, rồi nó sẽ lên 10 triệu, rồi từ 10 triệu nó sẽ lên 100 triệu. Ta có kỳ vọng nó mới tăng được như thế. Còn ông mua những cái chỗ ở trong thành phố rồi còn lâu mới lên được kiểu. Bởi vì cái kỳ vọng nó hết rồi, nó tốt, đánh giá nó tốt. Như cái nhà phố cổ thì tốt không? Tốt quá rồi, nhưng mà để nó hơn nữa thì nó không thông hơn được nữa. Người ta chỉ nhìn thấy giới hạn như thế thôi thì nó không tăng được nhiều đâu. Nha. Dạ. Ok. Các chỉ số kinh tế đều rất tiêu cực trong khi chứng khoán đều tăng điểm rất nhanh. Theo A7 thì điểm này có điều gì bất thường và thời gian tới có điều chỉnh mạnh hay không ạ? Thực ra nó chả có điều gì bất thường. Bởi vì là cái quan hệ giữa giá tài sản là cung tiền và tài sản thôi. Cung tiền và hàng thôi. Bây giờ chính vì cái chỉ số kinh tế nó xấu thì chính phủ lại phải bơm tiền ra, hô hấp thổi ngạt, tiếp oxy. Thế thì bây giờ lại sẽ có những cái thằng nó được hưởng lợi. Ví dụ như là đấy, vừa rồi cái banh cả cái năm ngoái là hưởng lợi là cái chỗ là hạ lãi suất đầu vào nhưng không chịu hạ đầu ra đấy. Nào mà chập lợi nhuận khủng thì xong rồi là tăng lên sóng. Thì bây giờ lại lòi lợi xấu ra thì nó lại xì. Thế xong thì đợt tới này lại bơm khỏe ra đầu tư công. Đồng bất động sản lại vào sóng tung tẩy lên. Đúng không? Sóng đầu tư công, sóng vật liệu xây dựng. Đấy. Đúng không? Vì chứng khoán là phản ánh tương lai mà. Bây giờ nó xấu, nhưng sau khi chính phủ bơm tiền vào, nên cái người ta là nhiều khi mình không không đúng cái theo cái kiểu cái công thức của bạn nghĩ là cứ chỉ số tốt là nền kinh tế nó tăng đâu. Cũng giống như là chứng khoán nó tăng đâu, cũng giống như cổ phiếu báo cáo tài chính tốt nhiều con nó sập luôn đấy, chứ không phải là cứ báo cáo tài chính tốt mà mua vào mà giàu đâu. Có chị Bùi Thư có hỏi là thầy cho em hỏi đầu tư vào DIG có những rủi ro gì, cách quản lý rủi ro đó như thế nào và kỳ vọng lớn nhất có thể đạt đến vốn hóa bao nhiêu, em xin cảm ơn thầy. Thực ra đầu tư thì con nào nó chẳng có rủi ro. Ví dụ như DIG thì nó có những cái rủi ro, ví dụ như là lãnh đạo chẳng hạn. Đấy. Thế thì hoặc là rủi ro về mặt pháp luật chính trị. Thế rồi rủi ro về cái chính sách. Nhưng vấn đề bây giờ mình phải xác định là mình phải chấp nhận được cái rủi ro đó. Chả có cái ngành nào là ngành không rủi ro cả. Ngồi trong nhà có thể có cháy có nổ, nhưng dĩ nhiên là tỷ trọng cái xác suất thì nó thấp. Đi máy bay thì có khi rơi, đi ô tô thì đâm, nên là rủi ro ngành nào cũng có thôi. Nên vấn đề là khi mình thấy rẻ và mình chấp nhận cái rủi ro đấy thì mình đầu tư thôi. Còn khi rẻ thì là nó sẽ an toàn. Cái cổ nào mà nó rẻ quá trong cái dài hạn, chẳng hạn như cái giá trị thật nó 10 đồng mà em mua 1 đồng, thì cái rủi ro của em nó sẽ có thể gặp, nhưng nó gặp ngắn đó.
hôm nay có thằng cổ đông to khi nó xả nhiều chẳng hạn thì nhiều cổ đông lại hoang mang, nó lại giảm đến 10-15% chẳng hạn, nhưng mà ngày mai thì nó lại hết hoảng loạn thì nó lại xúc vào thì nó lại vượt qua, thậm chí nó lại vẫn tăng bằng lần bình thường, câu chuyện đấy. Nhưng mà vấn đề là khi mà em mua cái tài sản dưới giá trị thật của nó thì nó là an toàn nhất rồi. Đó. Thế nhá. Dạ. Ok ạ. Thầy có thể giải thích kỹ về động lực và nguyên nhân để một cổ phiếu khi đáp ứng được đầy đủ các yếu tố thiên thời nhân hòa sẽ tăng được giá? Vì có những cổ phiếu rất cô đặc thì doanh nghiệp có tốt mấy mà cổ đông không bán mua gì thì giá cũng không thể tăng. Vậy có phải cần thiết có một bước đệm để một cổ phiếu tốt có thể tăng giá đúng không ạ? Thực ra vấn đề là như này này. Cái thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, thì rất hiếm công ty đạt được cả ba, hiếm lắm á. Nếu mà doanh nghiệp nào mà đạt được thì nó bay rất xa. Còn có nghĩa là nếu thiếu một thì nó vẫn có thể tăng giá, thậm chí thiếu hai nó vẫn có thể tăng giá, vẫn có thể chơi được. Dĩ nhiên là ví dụ như thằng mà đạt cả ba thì nó phi 100 lần, thì cái ông mà chỉ đạt một thì nó cũng được gấp đôi. Nếu ông vào đúng thời điểm thì nó cũng có thể được gấp đôi. Cho nên cái mà để mình xét nét quá là cũng xác định là những cái ông nào được cả ba thì mình mới đầu tư dài hạn được và đi nó cả hành trình dài được. Còn mấy ông kia thì thiếu thiếu thì ta nhảy nhảy nhót nhót thì cũng có cơm. Đấy, thì cũng không không nên là mình phải là đặt vấn đề là quá nghiêm trọng. Bởi vì đa phần bây giờ anh em đầu tư toàn chụp giật, nhìn thấy được khoảng có vài tháng có ăn là nhảy lao vào húc thôi. Cho nên là dĩ nhiên là mình phải chấp nhận. Là nếu mà nó không có nhân hòa là có thể là mình gặp cái rủi ro, chẳng hạn như lãnh đạo của nó chơi xấu, như kiểu như là đất xanh ấy, thỉnh thoảng lừa cho cú. Thế là cổ đông khi không hiểu cái gì thì là nó xả cho trận thì chết vỡ đầu ra, đúng không? Nếu còn nếu anh chọn kỹ thì cái xác suất an toàn cho anh về dài hạn nó sẽ cao. Giống như bây giờ anh đánh một cổ phiếu nó đạt được 3 tiêu chuẩn tốt thì nó sẽ an toàn cho anh hơn, còn nếu không mà nó rủi ro, nó cái tỷ lệ rủi ro anh nó cao hơn. Nói thế thôi nhá. Dạ. Ok. Bây giờ là 22 giờ 18 rồi, chúng ta còn 12 phút nữa để có thể đặt câu hỏi giao lưu với thầy nhá. Thầy cho em hỏi ngành nào chu kỳ ngắn, chu kỳ dài? Và ví dụ vận tải biểu hiện nay chu kỳ dài có dài không ạ? Mấy cái ngành vận tải biển thì chu kỳ là nó ngắn. Nếu mà thiếu tàu thì chu kỳ được 3-4 năm. Còn bây giờ nó đang là do thiếu container. Thiếu container thì cái cung container rồi 2 năm sau, 5 sau thì còn nó ra mầm. Mà thiếu công là nó ra nó do cái kẹt công do Covid ở cảng thôi. Chứ nó không phải là do thiếu công thật. Do là đường bộ nó không đi được thì container nó nằm... chờ được bộ, thế thì là nó mới thiếu theo cái kiểu là thiếu đột biến thôi, chứ còn bình thường là hết Covid cái bị đứt cái chuỗi cung ứng tạm thời, nên là mình cũng không đánh giá cái chu kỳ vận tải biển này cao. Nó giống như năm ngoái là cái sốt lợn lên giá gấp đôi, tố đấy thì có thể là sóng giỏi lắm, nhưng mà thật sự nó không giỏi đến mức độ mà các em nghĩ đâu. Ngay cả bao nhiêu cao thủ mà múc thép rồi, thế tôi đã cảnh báo rồi, cái giá thép để ông đừng phân tích chỉ số, mà ông phải phân tích thằng Brazil, ông phải phân tích thằng Trung Quốc. Thế ông cứ ngồi ông phân tích báo cáo tài chính Hòa Phát lãi lắm, với cả Nam Kim với Hoa Sen lãi lắm là ông chưa chết đâu, là ông sẽ thằng chết đầu tiên, đúng không? Bởi vì tất cả những thằng tay to nó đi trước, là cái mỏ bên Brazil nó chuẩn bị nó tăng thêm bao nhiêu triệu tấn là chúng nó đã biết rồi. Trên này nó bên này nó biết rằng là cái giá thép sẽ rơi, là nó đã phệt vỡ đầu trả các ông ra rồi, còn đợi báo cáo tài chính ra nó giảm nữa thì các ông yên mày ăn xin là cái chắc. Dạ. Cho nên nhiều người ta cứ bị phản ứng chậm, thì là lúc chết thì vừa Việt Gian là không biết tại sao mình chết, bởi vì là trong sau nó rất nhiều tầng lớp, nó tinh anh hơn nhiều, nó ngồi phân tích thép ấy, nó còn biết là thằng Trung Quốc năm nay dùng bao nhiêu triệu tấn, rồi mua của nước nào bao nhiêu triệu tấn, mỏ này cung cấp bao nhiêu triệu tấn. Các ông có phân tích gì thế đâu, các ông chỉ đọc được mỗi mấy cái báo cáo tài chính nó nổi ở trên của Hòa Phát, rồi của Nam Kim, rồi của Hoa Sen ra, các ông
đi phân tích ra, các ông ngồi ông phán như đài bàn dẫn, nhưng mà cuối cùng các ông toàn là thằng kệ sau, nhớ không? Thế cho nên đấy là câu chuyện bọn tôi đánh như thế này, bọn tôi phân tích còn bằng bằng thần luôn mà ơi, chả buồn đánh. Vì tôi biết là nó ngành nhiều lúc nó rủi ro, chứ tôi không không thích đánh thôi. À, có chị Bùi Thư có hỏi là thầy ơi, làng em ở quê chuẩn bị có khu công nghiệp về, bây giờ nếu em mua đất khu vực đó rẻ để sau xây nhà cho thuê, thầy đánh giá hiệu quả đầu tư thì có thì nên tốt không? Nếu mà nó chưa phản ánh giá, tức là nó chuẩn bị về mà chắc chắn nó sẽ về, mà mua bây giờ giá nó chưa phản ánh thì nên mua kiểu dự trúng. Còn nếu ví dụ như đã ra về rồi, giá nó đã tăng mười mấy hai mươi lần rồi, tất cả mọi thứ nó đã rõ ràng rồi thì cũng không nên mua nữa, mua chỗ khác, đúng không? Tôi sẽ đi thêm khoảng 3 câu hỏi nữa nha mọi người, bởi vì bây giờ cũng gần 22 giờ 30 rồi ạ. Anh Nguyễn Hồng Hải có hỏi là các dự án bất động sản đang thấy trên giấy và đầu cơ nhiều, anh nhận biết thế nào khi thị trường nóng thật ạ? Bây giờ này nhá, dạ. Bất động sản ấy thì nó có mình mua bán ấy, mình phải để ý. Tức là cái chỗ nào mà nó đầu cơ có mức ấy, thì thường thường là cái đối tượng khi mua ấy, là người ta không xây. Chủ yếu là vay mượn xong đánh lướt sóng mua ôm thôi chứ không xây không ở. Thì cái độ phủ những cái khu đấy thường thường là thấp. Ví dụ như em đi qua khu đô thị đấy chẳng hạn, một tháng này xong rồi hai tháng sau đi qua, nhưng mà rồi nó lại xì nhanh. Còn những cái khu mà nó mua xong nó xây, nó mở hàng, mở quán, ô tô nó đổ đông, nó cứ tăng lên, nó cứ đông lên từng ngày, điện đóm tối đến là nhà nào cũng sáng choang, đấy, trẻ con là nô đùa ở sân, thì là những cái khu đấy từ hàng quán là đông nghịt thì nó cứ đông dần lên, là những cái khu đấy là giá nó sẽ lên thẳng. Ít đầu cơ mà, nó là cầu thật, mới gọi là độ phủ. Thế còn nếu mà cứ đi qua một khu đô thị 10 năm sau, 2 năm sau khi qua em thấy, bây giờ chẳng hạn như có một nhà thắp đèn, một năm sau em đi qua mẹ mới được có hai thằng thắp đèn thôi, thì còn đâu mấy nghìn hộ kia thì nó vẫn cứ để đấy. Nếu cái chỗ đấy mà lúc mà nổ có một nổ banh sạn, thằng nào thằng đấy là chết trôi rồi, hiểu không? Đấy là do cầu ảo. Cầu ảo có ông mua ông toàn găm, thằng này ra làm 5 ô, thằng kia làm 7 ô, chả làm gì cả, thì dình để thằng khác vào mua là bán, hiểu không? Thì những cái khu đấy thường thường là sau này nó gọi là khu đô thị ma. Đấy, nó không cầu thật. Vì những cái khu đấy là đầu tư nên tránh. Đấy. Ok. À, có một câu hỏi nữa là siêu kỳ vọng nhưng đôi khi đồng nghĩa với ảo tưởng, như những tài sản như Bitcoin cầm vậy rất run, niềm tin ở điều gì để nắm giữ được cổ phiếu hả thầy, vì nó quá ảo và khó tưởng tượng dù biết nó tăng mạnh thật. Nó có câu như này: bản chất của đầu cơ hay của chứng khoán nó gọi là sinh ra trong sợ hãi và lớn lên trong nghi ngờ. Nghi ngờ là gì? Là mờ mờ ảo mới là cái thứ tài sản đáng sợ. Bây giờ ông thần ông thánh hay là con ma đi, cả cái đất nước Việt Nam này có ông nào bị bóp cổ chết ma mà đăng trên báo chưa? Chưa bao giờ có luôn, đúng không? Nhưng tại sao ai sợ ma? Ra tối đi qua nghĩa địa ghê bổ bộ, cứ thằng này đồn thổi thằng kia thêu dệt, sợ khiếp, đúng không? Thấy tiếng gió rít vù vù cái là ôi trời ơi em chạy. Mà mặc dù hẳn thanh niên là nói to khỏe lực lưỡng là nói, nhưng mà rõ ràng là ma chưa bóp của ai chết bao giờ. Thế thì người ta gọi là càng những cái thứ mơ hồ mờ ảo nó mới càng nguy hiểm, chứ không phải là cái thứ thật đâu. Thật mà người ta cho biết giới hạn. Bây giờ anh chỉ nói em như này nhá, em có một lô đất 1.000 tỷ, em bán hết rồi, em đút 1.000 tỷ vào cái ngân hàng gửi, em lĩnh cô lĩnh tiền mặt. Thế thì rõ ràng rằng là thị trường người ta nhìn, người ta bảo em có 1.000 tỷ, chứ không bao giờ là 2.000, chẳng bao giờ là 3.000, chẳng bao giờ là 10.000, và không là không bao giờ hơn được cả. Tức là người ta biết cái giới hạn của em là chỉ thế thôi, thì người ta sẽ chỉ mua em với cái giá là 1.000 tỷ thôi. Thằng dồ nó bỏ ra 2.000 tỷ, nó mua 1.000 tỷ từ ngân hàng của em, nó bị thần kinh à, đúng không? Nhưng tại sao cái Bitcoin ấy, người ta lại có thể mua được với giá mà giá nào người ta cũng mua được? Bởi vì không ai định giá được nó,
nó là kỳ vọng của tương lai. Người ta cứ nghĩ là tương lai nó sẽ là dùng thay tiền mọi quốc gia, tương lai nó để chuyển tiền mafia từ quốc gia nọ sang quốc gia kia, rồi tương lai nó rất là nhiều thứ nó hoành tráng. Thì cuối cùng nó lại trở thành một cái sản phẩm đầu cơ tốt nhất và cuốn hút nhất tất cả những cái đối tượng cả thế giới tham gia. Cho nên là cổ phiếu cũng thế thôi. Như con DG ấy, thì tương lai không biết giá nó đi thế nào đâu. Bây giờ mà đầu tư công vào nhé, mà cái đất của nó sôi sục tăng 2, 3, 4 lần, 5 lần nhé, anh đảm bảo em là em đếm cái kho đất nhà nó, không ai đếm được tiền của nó có bao nhiêu. Thế thì nó gọi là trong đầu tư, người ta gọi là có anh dạy một cái bài gọi là tù mù và phương pháp đếm cua. Không phải là cái cua đấy là cái cua gọi là kỳ vọng hão đâu, mà nó có cơ sở thật. Ví dụ chẳng hạn như khu Nam Minh Phương nhà anh là bây giờ là giải phóng mặt bằng, chắc tháng 8 là bắt đầu chuyển tiền cho bà con là tháng 10 khởi công rồi. Thế thì bây giờ chẳng hạn như là đất nó trị giá đất theo giá thị trường bây giờ nó khoảng 8.000. 8.000 tỷ là bình thường. Thế bây giờ mà tự nhiên đất thị trường nó đẹp, chính phủ là cứ bơm tiền ra này, thì bây giờ đùng cái nó sốt nhân 2 nhân 3 như cái năm 2007, 2011 chẳng hạn. Thế thì em đếm ra nó được bao tiền, đúng không? Thế trong khi nó còn xin hai khu đô thị nữa. Thế thì em mua cả công ty có 2.000 tỷ, mà bây giờ nếu như mà giá đất là nhân 2, nhân 3 mà em nhìn nó lại mấy chục nghìn tỷ thì khác gì em trúng lô, trúng đề. Thế thì cổ phiếu nó tăng bằng cái kỳ vọng, nó mới vút được lên là nhờ cái kỳ vọng tương lai. Tại sao con ban nãy có anh hỏi là con VCR là tại sao mà báo cáo tài chính nó xấu mà nó lại tăng? Con VF báo cáo tài chính nó xấu nó tăng. Con L4 báo cáo tài chính nó bình thường nó lại tăng. Đúng không? Bởi vì đây nó là câu chuyện kỳ vọng tương lai. Bây giờ cái giá nó rẻ quá so với cả cái dự án của nó. Ví dụ cái dự án của nó đáng 1 tỷ đô mà bây giờ cái giá cổ phiếu nó có mấy trăm triệu, à mấy trăm tỷ thôi, thì nó vênh nhau quá về cái mặt định giá. Thì là người ta sẽ kỳ vọng là con này nó sẽ trở về đúng giá trị thật của nó là 1 tỷ đô. Thì nó cổ phiếu nó cứ tăng dần, nó đếch cần báo cáo tài chính. Đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như em khi mà em vượt quá cái con số dự án của nó, chẳng hạn cái dự án của nó trị giá 1 tỷ đô mà cái giá cổ phiếu nó phản ánh 1 tỷ đô rồi, thì bây giờ có khi báo cáo tốt không lên. Em hiểu chưa? Ví dụ bây giờ em có lô đất em bán, em móc hết ruột thì em ra em hạch toán tốt nhất rồi, không còn thể tốt hơn nữa, và người ta định giá đúng cái miếng đất của em là giá 1 tỷ đô rồi, thì làm sao nó tăng lần nữa, đúng không? Cho nên ở đây người ta gọi là câu chuyện là thị trường đầu cơ là lớn lên trong nghi ngờ. Nghi ngờ là mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Và cái trường phái hư thực thực mới là cái trường phái mà đầu cơ, siêu đầu cơ và có thể đem lại siêu giàu có. Như cái câu chuyện Tesla đấy, lỗ 10 năm mà cổ phiếu tăng 1.000 lần đấy. Không cổ tức, không gì cả luôn. Lỗ chổng mông mà con Ford là con lãi khủng khiếp luôn. Lại không tăng. Nào, hai thằng cùng sản xuất ô tô, nhưng mà thằng ô tô điện và Tesla, một thằng là ô tô xăng là Ford, thằng Ford lãi bao nhiêu tỷ đô không tăng được cổ phiếu, trong khi thằng Tesla phi 1.000 lần sau một thập kỷ mà toàn lỗ thôi. Đấy, thế nhưng mà đấy nó là câu chuyện người ta kỳ vọng tương lai thằng Tesla là thay đổi được công nghệ thế giới, làm ông chủ tương lai của thế giới về dẫn đầu về công nghệ, thì tất cả các quỹ cứ đổ xô vào mua để đón trước tương lai thôi. Nó giống như kiểu như là Bitcoin đấy, người ta cứ kỳ vọng thì nó đẩy lên thôi. Thế bây giờ biết thế nào là ảo, thế nào là thật, thế nào là kỳ vọng hão, đúng không? Vấn đề nó cứ tăng rồi đã. Thế bây giờ nó cứ tăng cả 1.000 lần thì đã, rồi xong biết hão tính sao, đúng không? Chứ còn nếu cái mình cứ đi tìm sự thật, đầu tư mà đi tìm sự thật nhiều là cái người đấy đầu tư không giỏi đâu. Vì ông mua cái gì thật quá rồi nó không lên giá. Đấy, anh nói cho em biết một bí mật như vậy. Ông càng mua thật càng không lên giá, như con Vinamilk bây giờ thật đúng không? Chỉ toàn cái lình xình suốt 2-3 năm nay là từ 220 là về coi như dưới 100. Cực kỳ thật luôn. Vincom, Vinhome rất thật luôn. Có nghĩa là tốt, cả làng cả nước biết rồi. Không ai là chê nó xấu cả. Rõ ràng lắm. Nó chỉ cứ lình xình lên xuống trong một cái khoảng vi rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà những cái con mà cái dự án nó lớn như con DG ấy, mà bây giờ chẳng hạn đấy, nó khởi công mấy dự án tới nên là doanh số nó khoảng 2 tỷ đô. Thế 2 tỷ đô nó rơi khoảng 46.000 tỷ rồi.
cái 46.000 tỷ bây giờ mà em bảo bây giờ tự nhiên nó lại đầu tư công nó xả vào đầu nó độ khoảng cả triệu tỷ loanh quanh ở khu vực nhà nó, bây giờ đất lại sốt được gấp 3 phát thì em nhìn thấy 46.000 tỷ nhân 3 nó là bao tiền, rồi nó lãi ra là bao tiền, thì bây giờ nó mờ mờ ảo ảo cực tiền to ấy, nó mới là cổ hấp dẫn, đúng không? Đấy mới là cái nguyên tắc chọn siêu cổ, chứ không phải là em mua sự thật, em mua báo cáo tài chính thật. Tất cả những chuyên gia nếu mà cái gì thật là cái bọn kế toán nó thành đại gia hết rồi, tỷ phú đô la hết rồi, không đến lượt em đâu. Chúng nó đọc báo cáo tài chính mà giỏi mấy lần em. Thế thì anh Bảy có cái trường phái gọi là đánh theo tù mù thần trưởng. Thực thực hư thì nó mới là cái cổ siêu cổ được. Còn em mua một cổ phiếu báo cáo tài chính rất đẹp, chỉ tăng được cùng nắm 30%. Hết phim. Làm sao em chọn được cổ tăng hàng trăm hàng nghìn lần được? Tăng hàng trăm hàng nghìn lần là phải cổ siêu thực. Giống như tranh Picasso vẽ rất là nhiều ngôi sao. Cái trình rất cao em mới có thể thưởng thức được. Đấy, thế nha. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ. Câu hỏi này sẽ kết thúc chương trình của chúng ta nha, bởi vì là thời gian cũng khá là muộn rồi. Xin thầy cho lời khuyên cho người mới đầu tư, em mới tham gia chứng khoán. Muốn xin thầy lời khuyên về hướng đầu tư và nên đầu tư vào mã nào. Em cảm ơn thầy nhiều. Bây giờ nếu mà mới đầu tư thì nên học nhiều hơn, chứ còn chưa nên quan tâm mã gì, nên học cho nó biết đi chỉ. Bởi vì anh nói thật, anh đã từng đi chỉ rất nhiều người phím mã rồi, nhưng mà không có tầm nhìn, không có niềm tin, không đầu tư đâu, anh biết. Đúng rồi. Nhiều lắm rồi, nói thật chứ, có khi còn làm ơn mắc oán ấy. Bởi vì người ta có hiểu gì đâu, mình bảo người ta ôm, nhưng mà ngày mai thị trường nó rũ cho mấy phiên cái là coi như hoảng loạn hết mà. Cho nên không có kiến thức, không có định lượng, không bao giờ giàu được. Đúng rồi. Đấy, anh nói thật, nếu mà những cái ai người nào hiểu anh lắm mới theo được anh. Kể cả những người bạn thân thì có những cổ phiếu anh phím cũng không theo được. Đấy, mà nhiều người ta tin lắm rồi mà người ta vẫn phải bỏ cuộc, bởi vì nó vào những cái tình huống nó người ta không lường được. Không hiểu được, tức là người ta không đủ cái niềm tin để người ta định giá cái con cổ phiếu đấy. Đơn giản như câu chuyện đó thôi. Bây giờ đất nhà nó là đất toàn view hồ, đất trung tâm thành phố rất đẹp. Thế thì bây giờ anh nhìn ra cái tương lai anh bán là 60-80 triệu mét vuông, nhưng bây giờ nó chỉ được 30-40 triệu thôi. Chỗ đẹp thì 50 triệu. Thế nhưng mà anh biết rằng nó là cái kho tiền rất to, vì cái giá bán 60 triệu với anh mỗi đô đi lốc anh làm thừa sức luôn. Thế nhưng những người khác thì người ta lại không thể nhìn được ra câu chuyện đấy. Người ta chỉ nhìn là hôm nay là nào là bao giờ giải phóng mặt bằng, rồi bao giờ bán, rồi bao giờ thế nọ cái kia, cứ bao giờ. Thế người ta thấy lâu lâu là người ta không chờ được. Thế xong một cổ phiếu mà diễn biến thuận thì không sao, diễn biến có cái cổ đông nào đấy thị trường nó xấu hay cổ đông to đấy xả hàng nó giảm một tí là tất cả cái niềm tin, tất cả cái ý chí là nó thay đổi hết. Em hiểu không? Chứ không giữ được đâu. Như nhiều người cứ bảo mua ai muốn học ông Bảy nhưng mà chả theo được ông Bảy đó. Ông Bảy ông nhìn xa đó. Ông định lượng rằng từ đâu ông ngồi ông biết giá đất năm 2025 bao nhiêu tiền mét vuông. Còn các ông ngồi ông cứ toàn chỉ nhìn được có 5 ngày làm sao theo được ông Bảy. Đúng. Nha. Chứ phải học. Như thế là nếu như mà chúng ta đang làm